Nè, lỡ có ai thấy sao? Làm gì có ai ngoài đó. Cha ở ngoài lỡ đó thấy rồi sao? Vợ anh là đúng giờ đúng giấc gì mới về. Nè, nhưng mà thấy không có thoải mái. Nhưng mà anh rất là kích thích đây nè. Anh tôn trọng cảm xúc của em xíu chứ. Vậy thôi. Thôi, ra ngoài coi có ai không? Thì em rảnh em ra đi chứ. Sao vậy, giận em hả? Có, anh bình thường. Hello. Ồ, vợ mới về. Em mà khoan, ở đây có một tiếp mà. Có sao đâu, làm gì lạ lắm vậy. Ôi, nghe nói là hôm nay là có tiệc ở nhà tôi đúng không? Chính xác, chính xác. Anh Vĩ nhà bà công nhận đảm đang ghê. Chừng này món mà mình đã làm sớm giờ á. Đương nhiên, chồng của tôi mà. Với lại á, trong gia đình nha, một người mà đã đi làm kiếm tiền á thì phải có một người ở nhà lo cơm nước, đúng không? Ủa, mà chồng của bà đâu rồi? Chắc là anh đang qua á, nay đi gặp khách hàng, thông cảm xíu nha. Giờ này con người ta lơ lắm. Chào mọi người. Ôi. Ê, trẻ nha bạn. Trời ơi, thông cảm với tôi đi. Khách hàng nó họ căng quá mà bây giờ tôi mới trốn ra được chứ bộ. Vậy hả? Bữa nay phải phạt. Chổng mông lên uống hết ly rượu. Trời ơi, thông cảm với tôi đi mà. Anh lại uống hả? Thì có sao? Rồi. Em chỉ nhắc vậy thôi. Bác sĩ nói là sức khỏe anh không tốt á. Ủa, em anh đi gặp khách hàng mà uống là chuyện bình thường mà. Không uống thì có sao? Nè. Đừng xen vào chuyện của anh. Nếu không muốn anh gây sự với em trước mặt Trang và Vĩ. Thôi, bữa nay ngày vui. Bữa nay qua đây, họp mặt, uống rượu, nói chuyện. Lỡ bữa nay thôi, uống hết cái này mai nghỉ. Nghe, được không? Được. Mày á, trời đất ơi, ảnh cũng là công việc không mà. À, đây nè, cái món này á là cái món anh thích nhất nè. Ăn nhiều vô nha. Wow, chỉ có Trang mới hiểu được ý của Hào. Trời đất ơi, em mà. Đâu hiểu ý nhau quá ta. Chứ sao, bạn bè chơi nhau bao nhiêu năm rồi? Đúng rồi. Nhưng mà theo tôi được biết á, là nam với nữ không có tình bạn đơn thuần đâu. Thôi, vậy còn chuyện bạn với vợ tôi thì sao? Chẳng có bạn bè gì cả. Đơn giản là em là bạn của Trang, anh là bạn của Dĩ, thì chơi chung vậy thôi. Đúng rồi. Ủa? Trời ơi, sao tự nhiên căng thẳng quá vậy? Đâu có đó, căng với anh kìa. Ủa, có gì đâu mà căng. Không, em thấy hai người đều căng á. Tự nhiên qua đây ăn nhậu mà, thôi vui vẻ lên đi. Thôi, dạ, có rượu. Ủa, này là của anh nha. Phận tôi tớ. Khùng điên. Đây, ăn đi, ăn đi. Trời ơi, này món này là chồng tôi nấu là số 1 luôn á. Nhanh lên. Chứ. Gọt có trái táo mà nãy giờ anh gọt chưa xong nữa hả? Bất lẽ lên đi chơi. Cái mắt đó là sao? Ừ? Mắt gì? Thì em với nó đó. Nó nào? Còn giả bộ nữa. Em với thằng Hào đó. Em với anh Hào hả? Em với ảnh thì sao? Anh Hào đồ, ảnh đồ, thân thiết quá. Ủa gì vậy? Không có ảnh bằng anh rồi cơ bằng cái gì? Nó hả? Anh Hào ăn này đi. Em biết anh thích ăn cái này lắm. Hiểu ý nhau quá chừng. Ủa? Nè, em thấy anh hơi bị vô duyên nữa nha. Thì đương nhiên là em với ảnh chơi thân với nhau bao nhiêu năm nay thì đương nhiên ảnh thích cái gì thì em phải biết chứ. Có sao đâu. Thằng Hào nó có tay có chân. Nó không phải người liệt. Nó tự gấp ăn được. Không liên quan tới em. Nè, đêm hôm rồi nha, anh muốn chọc lên cho hai vợ chồng cãi lộn anh mới chịu đúng không? Anh muốn cái gì? Em nói chuyện kiểu gì vậy? Học đâu cái thói nói chuyện với chồng như vậy? Má xàm xí rồi chứ. Muốn cái gì thì nói mẹ đi. Trời, đặt chồng do. Tuyệt vời. Má nè, coi soạn đồ qua nhà nó ở luôn đi. Nè, rốt cuộc là anh muốn cái gì hả?
khùng hả? Ghen? Anh đang ghen tôi với anh Hảo hả? Ghen gì, lý do gì nói đi. Lý do là bởi vì tôi chơi thân với ảnh, hay là bởi vì tôi biết ảnh thích cái gì, hay là bây giờ tôi nói chuyện với ảnh á, tôi nhìn thẳng vô mắt ảnh á là anh ghen hả? Anh đừng có tào lao. Anh cũng đâu có yêu thương tôi gì đến mức như vậy đâu. Đừng có giả bộ nha, mắc mệt. Tôi cấm cô nói chuyện với tôi như vậy nha. Ủa rồi sao? Anh thì có quyền nói chuyện với tôi vậy hả? Mẹ ơi, vô ngủ với con đi mẹ. Sao, ngủ một mình không được hả? Dạ. Ừ, rồi, bây giờ mẹ vô ngủ với con nha. Dạ. Thôi mà. Con cứ ăn đi con. Thôi anh biết anh sai rồi. Thì tại vì anh thương em quá cho nên anh mới vậy. Tha lỗi cho anh đi. Hay quá ha. Bày đặt biết lỗi nữa đó hả? Biết chứ. Đâu phải robot đâu mà vô tâm như vậy. Anh hứa với em từ nay về sau anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Thiệt không? Thiệt chứ. Thề đi. Thề. Đừng cái miệng nói thì hay lắm á. Lần sau anh mà còn như vậy nữa là anh chết với tôi nghe chưa? Cảm ơn dì yêu. Nè, cô ăn xong chưa? Dạ. Trời đất ơi, sao còn nhiều quá vậy? Thôi, ăn đi học đi chứ không trễ giờ rồi nè. Lát nữa mẹ mua cho cái gì ăn nha. Dạ. Thưa ba đi học đi con. Thưa ba con đi học. Giỏi, để chén đó ba rửa cho. Ừ. Alo, Tuyết hả? Mới xa nhau có ngày thôi mà gọi em rồi hả? Trang đâu? Coi chừng nó mà nghe thấy là mệt đó. Em đừng có lo, Trang chở bé Na đi học rồi. Rồi bên đó sao rồi? Hào đâu? Hào đang ngủ. Hôm qua tụi mình nhậu xong, ổng còn đi gặp đối tác nữa. Nên là giờ còn ngáy o o như chết á. Trời có sập xuống ổng cũng không dậy nổi đâu. Anh yên tâm. Anh nhớ em quá. Mai có rảnh không? Mình gặp nhau đi. Quỷ nè. Coi chừng con Trang nó nghi ngờ nha. Con Trang nó nhạy cảm lắm đó. Thì biết vậy nhưng mà nhớ quá làm sao giờ. Mà chắc không sao đâu ha. Vậy thì khách sạn Memory phòng 210 nha. Nay em xin về sớm 3 giờ chiều. Ok baby. Ok bye anh. Anh. Mình đi về thôi. Ừ, sao vậy? Tại vì anh đặt phòng có 1 tiếng à. Lố giờ là phải tính thêm á. Tính thêm thì em trả tiền thêm. Ừ. Việc của em á là ở bên cạnh anh. Còn tất cả những cái khác để anh lo. Nhưng mà em muốn ở bên cạnh anh thêm một xíu nữa. Ok. Dư giờ thì trả tiền thôi. Mà anh nè. Ừ. Không lẽ mình cứ dạy hoài hả anh? Lỡ chuyện này mà vỡ lỡ ra là sao? Với lại đồng lương của em với anh bây giờ, chuyện này mà vỡ ra hả, mình không có sung sướng được như này đâu. Thì bây giờ tạm thời vậy đi. Rồi khi mà tụi mình được ở bên nhau á, anh sẽ cố gắng kiếm thêm việc để làm. Dù cho có chạy xe ôm, bán hàng rong hay là bán vé số gì đó, anh sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ để lo cho em. Kiếp. Em có nên tin không? Tất nhiên là em phải tin rồi. Hiện giờ anh đang phụ thuộc vào Trang. Nhưng mà tương lai anh tin là tụi mình sẽ hạnh phúc. Gì vậy anh Hùng? Bây giờ em phải về nhà rồi, không có gặp anh được đâu á nha. Gặp gì trời, anh đang đi làm nè. Mà gặp Vĩ đi với nhỏ nào từ khách sạn ra đó em. Cái gì? Anh nói sao? Anh Vĩ ngoại tình hả? Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ngay khách sạn Memory, đường Cộng Hòa, quận Tân Bình nè. Anh nhìn có ra được cô gái kia là ai không? Anh nhìn cũng không có rõ. Nhưng mà dáng của nhỏ này á là người văn phòng, tóc đen dài lắm. Anh nghĩ là Tuyết đó em.
Tuyết. Có chính xác không vậy anh Hùng? Anh nhìn kỹ lại đi. Thì anh nhìn giống lắm. Rồi, em biết rồi. Ủa, giờ mới về? Ủa rồi bé Na đâu? Tôi đưa nó qua ngoài rồi. Ủa bên ngoài bữa nay có đám tiệc gì hả ta? Sao không thấy mời trời? Ủa, nhưng mà ngày mai bé Na vẫn có hay đi học mà. Đó không phải là chuyện của anh. Chuyện quan trọng là bây giờ tôi có chuyện muốn nói với anh đây nè. Ủa làm gì căng như vậy? Thì có gì em nói đi. Chiều nay anh đi đâu? Thì bữa nay anh đi làm, rồi chiều anh đi về. Về rồi nấu cơm cho em ăn nè. Tôi hỏi anh một lần nữa, chiều nay anh đi đâu? Với ai? Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà em có thể nói chuyện bình thường được không? Bây giờ mà anh còn nhỡ nhơ nói chuyện như vậy được. Anh giả đi giả khùng hay lắm. Sao anh diễn giỏi quá vậy? Chiều nay lúc 4 giờ anh bước ra từ khách sạn với con Tuyết. Anh với nó qua lại từ khi nào? Hả? Trời, ai nói khùng nói điên gì vậy? Anh nói ai khùng? Anh nói tôi khùng đúng không? Đúng. Tôi là một con khùng. Tôi khùng đến mức hả? Mà tôi phải nai lưng ra đi làm nè, để sắm cho anh cái áo nè, sắm sữa cho con uống. Tất cả mọi việc trong nhà này hết, từ chuyện to, chuyện nhỏ, tất cả mọi thứ đều đến tay tôi hết. Tôi quá nương chiều anh rồi đúng không? Để rồi anh bây giờ anh ăn no rửng mỡ, anh ra ngoài anh cặp kè với gái. Mà anh cặp kè với ai? Cặp kè với con Tuyết, bạn thân của tôi. Anh Dĩ, anh có phải là đàn ông không? Anh không thấy anh vô liêm sỉ đến mức nào luôn hả? Ly hôn đi. Không, Trang nghe anh nói nè, Ok, anh không biết là ai nói với em chuyện này, nhưng mà anh với Tuyết không, chị mới đây thôi, chị mới đây thôi ha, không có đi quá xa đâu. Cái hôm sinh nhật là anh hơi say, cho nên là tụi anh say. Anh còn lý do nào khác không? Hôm đó anh say. Vậy còn chiều nay thì sao? Chiều nay anh có say không? Chiều nay anh như thế nào? Anh giải thích đi. Không. Anh nói đi. Chiều nay anh với nó như thế nào? Chàng nghe anh giải thích nè, nghe. Ok. Anh xin lỗi em. Anh biết đây là lỗi của anh. Anh hứa anh sẽ không bao giờ gặp Tuyết nữa. Cái chuyện đó là chắc chắn rồi. Im đi. Sao lúc nãy cũng hứa vậy? Anh hứa với tôi lần này là bằng bao nhiêu rồi? Chuyện gì anh cũng hứa hết. Vậy mà cái hôm bữa lúc mà ngồi tại đây ăn nè, anh nói gì? Anh ghen tôi với anh Hào hả? Anh lấy tư cách gì anh ghen? Anh ghen tôi rồi anh lại đi ăn nằm với con Tuyết? Anh vô liêm sỉ vừa thôi hả? Anh là đàn ông cái kiểu gì vậy hả? Thôi, Trang, nghe nói nè, em bình tĩnh đi, em tha thứ cho anh một lần này nữa thôi. Không, không có một lần nữa em hết. Hãy nghĩ tới bé Na. Đúng không? Hai vợ chồng mình còn có bé Na mà bây giờ hai vợ chồng mình xảy ra chuyện gì rồi, bé Na làm sao? Yêu đi. Tha cho anh nha. Im đi. Tôi cần thời gian suy nghĩ. Ủa Trang, nay sao đi làm sớm vậy? Sau khi em biết cái chuyện tối qua xong, em không có ngủ được. Cũng may á, là anh bắt gặp, anh báo cho em sớm, chứ không thằng Vĩ nó định lừa em tới bao giờ nữa. Cảm ơn anh nha. Ủa nhưng mà nhỏ đó là Tuyết thiệt á em? Em cũng không hiểu tại sao phải là con Tuyết nữa. Em cũng chưa nói chuyện với đó luôn. Nhưng mà em nghĩ á, lỗi là do anh Vĩ nhà em, chứ Tuyết nó hiền lắm. Mà thôi, đừng có nhắc đến cái chuyện này nữa, nhắc em nhức đầu lắm rồi. Đúng rồi đó, nhưng mà có một phần là do em đó. Do em? Em thì sai cái gì? Thì em chọn nó chứ không có chọn anh. Em xin lỗi. Tại lúc mà em phát hiện ra bé Na thì mọi chuyện nó đã quá xa rồi. Đúng rồi, lỗi tại em mà. Do lúc đó em say quá, em không có kiềm chế được bản thân, cho nên bây giờ em phải như vậy nè.
Em biết á, là từ đó tới giờ anh không có yêu ai ngoài em á. Anh vẫn chờ em. Chen, anh muốn em. Anh Hùng, cái chuyện này không có được đâu anh. Không được đâu. Em sao vậy Chen? Em không nói, anh cũng không nói, thì người ta làm sao mà biết mà đồn được? Vấn đề ở đây em không nói là người ta đồn. Em nói lỡ em mà. Nếu như mà bây giờ em mà có cái gì với anh á, thì gia đình của em sao? Em là người đã có chồng có con rồi. Với lại anh, đây là ở công ty á, lỡ người ta mà đi ngang qua đây người ta hiểu lầm gì đó, rồi người ta nói gia đình em lục đục nữa, em không có thích. Chen. Em xin lỗi anh. Alo. Vợ anh biết chuyện của tụi mình rồi. Bây giờ tụi mình tranh thủ gặp nhau lần cuối đi, rồi đợi mọi chuyện nó lắng xuống rồi tính tiếp nha. Trang nó biết chuyện của mình rồi hả? Vậy sao nó không nói gì với em vậy? Cái đó anh không biết. Thôi, chiều nay gặp nhau chỗ cũ vậy nha. Rồi nhớ xóa tin nhắn với lịch sử cuộc gọi. Em biết rồi, mai gặp. Ok. Anh, không lẽ mình cứ lén lén lúc lúc hoài vậy hả anh? Thì anh đâu có muốn vậy đâu. Nhưng mà bây giờ anh ly dị Trang, em ly dị thằng Hào, rồi tụi mình lấy gì sống? Lương anh thì ba cọc ba đồng, còn lương em cũng khấm khá gì đâu. Anh nói cũng đúng. Lương của ổng là một ngày thôi cũng đủ em làm một tháng rồi. Thì bởi vậy anh đã nói với em từ trước rồi, tụi mình nên ngưng lại một thời gian trước khi mọi chuyện đi quá xa, rồi chừng nào lắng xuống rồi gặp. Nhưng mà trước đó anh hứa với em như thế nào? Thì anh hứa anh sẽ làm tất cả để lo cho em nếu như tụi mình có thể ở chung với nhau. Vậy là bây giờ anh nói là anh sợ khó khăn, anh sợ này anh sợ kia, rồi sau này sao em tin anh được nữa? Thì em cũng phải từ từ chứ, ngang xương vậy sao anh chịu em được? Rồi tôi trước kia thì nói ngon nói ngọt lắm, hứa làm này làm kia, bây giờ chuyện vỡ lỗ ra sợ này sợ kia sợ trong tay anh không có gì, cho anh thời gian. Sau này có gì đừng mơ tôi về tôi ở với anh. Ok, anh hiểu, anh sẽ thực hiện những lời hứa của anh. Nhưng ngay thời điểm này, em phải nghe lời anh. Tạm xa nhau một thời gian, rồi chừng nào lắng lại, chúng ta sẽ tiếp tục. Ok không? Thiệt con. Nhưng mà lỡ mấy ngày tới em nhớ anh thì sao? Thì anh cũng nhớ em. Khi nào mà lắng xuống anh sẽ chủ động liên lạc với em. Anh nghĩ là không có xa đâu. Nhưng mà em vẫn không nghĩ ra lý do tại sao con Trang nó biết nha. Chắc là có một ai đó đã thấy chúng ta và nói lại với Trang. Cũng có thể lắm. Nhưng mà mấy ngày sắp tới không được gặp anh, nhớ anh chết mất. Biết rồi, nói hoài. Anh cũng nhớ em. Thôi, bây giờ phải về rồi. Anh ra trước, 10 phút sau em ra sau nha. Em biết rồi. Nhớ gọi lại cho em sớm á. Ok. Anh đi nha. Mặc áo vô đi, cảm lạnh đó. Em mới về nè. Sao hôm nay em về sớm vậy? Dạ nay em xin về sớm. Em đi ra chợ mua ít đồ, rồi tí nữa em xuống em làm vài món cho vợ chồng mình ăn. Giờ hôm nay em tính làm món gì? Salad rau củ nè, thịt kho nè, toàn mấy món anh thích đó. Được đó. Vậy có món nào tinh vị không?
nói gì vậy? Sao vĩ gì ở đây? Vậy em tưởng anh là con nít hả? À, nay em chỉ muốn làm vài món cho anh tẩm bổ thôi mà. Sao tự nhiên anh kêu vĩ? Vĩ gì ở đây? Anh nói gì mà không hiểu? Anh hoàn toàn bình thường. Và Trang cũng đã nói cho anh biết hết rồi. Bọn em chỉ là... Bọn em sao? Bọn em đã chấm dứt hết rồi ạ. Không có lần sau đâu anh à. Có lần sau để làm loạn hả? Sao? Anh đối xử với em như thế nào mà em đi đêm với nó? Hả? Cô nghĩ thử xem, với cái đồng lương ít ỏi của cô có sống được trong một căn nhà khang trang thế này không? Thực tiền, bạc, túi sách, giày dép, nước hoa hàng hiệu tự động cô có. Anh à, em biết em sai rồi. Anh đừng dạy, em sợ lắm anh ạ. À. Cô mà cũng biết sợ rồi nè. Cô biết sợ. Đừng tưởng tôi không biết gì hết. Mối quan hệ của cô với nó đâu nằm ở mức bạn bè. Anh à, chuyện em với Vĩ là do lúc đó em mất bình tĩnh, em không giữ được bản thân mình. Em hứa lần sau không có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Anh tha thứ cho em đi, anh đừng có như vậy nữa mà. Không sao. Nhưng nếu mà có lần sau á thì viết đơn đi, tôi ký cho. Nhưng mà chuyện nó không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Nhớ chưa? Em biết rồi. Em biết rồi mà. Tôi là người đã liên hệ với anh qua trang web. Cô là ai? Hình và Tiền. À, cô Tuyết. Ở đây. Chắc hẳn là anh biết lý do vì sao tôi đến đây gặp anh. Nếu như tôi không lầm thì cô cần tôi theo dõi cô gái này. Đúng vậy. Được thôi, cho tôi một số thông tin của cô ta. Nguyễn Thị Minh Trang, nhà số 24, đường số 21, phường An Phú. Tổng của cô là 20 triệu. Cô cho tôi xin trước 10 triệu. Sau khi hoàn thành công việc, tôi sẽ lấy số còn lại. Không được. Khi nào đủ thông tin tôi cần, tôi sẽ chuyển khoản cho anh đầy đủ, không thiếu một xu. Cũng được. Dù gì thì cô cũng không thể thoát được tay tôi. Gửi qua cho tôi.